Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cháu bà. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, khi mà Lê Trang ra dùng Gia Lai đây, thì cụ năm những người dân tộc Pana, Lê Trang bị hết pin không có kịp. Hình như là năm bộ dân tộc. Cái tên cũng hơi khó kêu. Nhà này đâu mới cho. Đặc biệt quý vị ơi, những người dân tộc là học khổ. Khổ vô cùng, khổ hơn người miền tinh. Còn nhiều nhà như vậy luôn. Đi lên quay nhà làm gì chứ? Khi thấy cái sự khổ của họ thì ngày đầu Lê Trang ra là nguyên do họ lúc phiên họ niệm Phật rất là khó. Khi mà Lê Trang phiên được cái nhiều nhân viên được nè, có ba cái nội bốn cái nội nè, thì Lê Trang có phát tâm cho bố ơi ba cái nội về vận động ở quê nhà được một số cùng anh em cũng góp ra thì chở ra nữa, và có nhiều người hướng đến thấy họ khổ. Anh bây giờ là có rất nhiều anh em muốn về Gia Lai cái gì, thì cho nên Lê Trang đi ra ngoài thường xuyên. Thì khi mà tìm hiểu được là nguyên do họ không có tôn giáo, họ không có tôn giáo, cho nên khi chết rồi cha mẹ chết rồi họ không có thờ cha mẹ, không có liên quan, không có từng cầu gì chứ. Nhưng mà đức thầy có dạy khi có tôn giáo rồi á, thì bất cứ tôn giáo nào cũng phải có là bảy tầng khắc cái gì. Vì là để cúng đó để của vàng thì cái đó là tục, cái đó là tục lệ cái gì mà tục lệ xưa thì chúng ta phải giữ. Cái nào lòng gà nên bỏ, mà trong giống, đó có ơn tổ tiên cha mẹ mà họ không có thờ thì theo như cái gì mà Lê Trang á, là nguyên do chắc là từ lẽ đó mà họ khổ đời này sang đời nọ, không có chuyển bên nội. Trong rồi giờ chết chết chiến tranh á thì ông bà ta đã khổ, họ đã khổ, nhưng mà khi qua chiến tranh bây giờ thì dù chúng ta đã dướng vào cái cảnh nghèo, cái nghiệp khổ nghèo thì chúng ta cũng không đến đổi, không đến đổi như những người Gia Lai quý vị. Nhà chúng ta cũng có ngày cơm điện có đủ nước, vì cái gì coi lịch bên miền Tây mình coi nghèo cỡ nào cũng không đến đổi như vậy. Thì dù nghèo hay dù giàu, dù tôn giáo nào đó, chúng ta cũng phải nhớ ơn tổ tiên cha mẹ sinh ra mà được thầy có dạy. Ta sinh ra cõi đời được hình hài và để hoạt động từ thở bé cho đến lúc trưởng thành, tuổi chiếc khôn ngoan khoảng bao nhiêu năm trường ấy. Cha mẹ ta chỉ biết bao nhiêu công nhập, nhưng sinh ra cha mẹ và có tổ tiên khi biết ơn cha mẹ cũng có một tội, cũng như mang rượu ra mộ biết đến tổ tiên quá chôn theo đó. Thì cái lẽ đó mà chúng ta nhớ những tổ tiên thì đến ngày kỷ niệm chúng ta để cầu nguyện dù ít nhiều. Mấy bé này nó có nhân viên rồi, nó gặp mấy đứa tôi nhau lên em nè. Đâu nó nệm bà cái con nó có nhân viên rồi. Cái con người chúng ta ở miền Tây, còn những người gì dùng cái tài dân tộc họ không biết điều đó hay cái gì. Bây giờ nè bà cô Bảy hỏi con nè, nữa lớn lên không nè, có tôn giáo là con là tu sĩ đời, nha, ông cha của họ như vậy, dạ rồi cái đời con cũng như tu vậy sĩ nha. Sau này cứ còn như tu sĩ vậy, là sao là niệm Nam Mô Đà Phật mãi đến lần đời sau. Điều Lê Trang cảm thấy không biết đó. Làm sao nữa lớn lên làm cô giáo như vậy ở đây để đưa vào tôn giáo cho họ biết gì đó. Nhưng mà thật sự nó gặp ma mình là nó sắp sắp lại chiến trước tới giờ lắm. Cho nên Lê Trang chỉ cầu mong sao nãy giờ con lại đặt Nam Mô A Di Đà Phật cho họ gieo lễ cô tiên của chính kìa để nhờ tháng sau. Thì cũng cầu mong ở các nơi xa rằng hướng về để hướng về trước nhất chúng ta vậy. Tạm biệt bà hay bà cụ, cơn khốn đốt nào còn bên kia nữa, ông già nữa kìa, ta cũng đưa tôn giáo rồi tới điểm chừng phát quà cái gì đây, tới con làng đây, những người ngôi nhà bây giờ chúng ta không không như mong như họ, những người lớn đấy ơi tới làng chưa nhận thức. Ông già bà già ngồi đó chưa hay kìa, mong sau nơi đó có tôn giáo để đời sau con cháu của họ nữa để nhận thức về tôn giáo và điều mơ ước của Lê Trang. Người dân đang chờ bao nhiêu tâm sự để nói lên đây để cho mọi người đóng góp. Kính thưa quý vị, là được về ra đây những cái giai đoạn trước vừa được qua đây cho A Di Đà làm một ống dây nước truyền từ suối xuống và nó được hai cái bồn truyền lên xuống hai bồn, nghe nó đâu chỉ biết tới 60 triệu. Tới rồi bà con ơi, tới rồi xuống rồi. Đó rồi đây những buôn làng đang chờ đợi. Lại bóng dắt đi cháu út.
Làng nào đi xuồng đâu? Châu Phú không dắt làng này này niệm Phật lắm đó chú. Qua rồi. Qua ơi. Qua qua làng này biết niệm Phật lắm nào lại không dắt đi. Mau vô. Làng này mấy lần qua biết rồi. Niệm Phật ơi, nó môi đâu bà. Quý vị mình ở đây đợi, có đợi sáng giờ có đợi không? Làm gì? Soạn ơi, soạn bánh mì cho người ổ bánh mì. Soạn bánh mì cho người ổ bánh mì. Rồi xin hỏi thăm sức khỏe bà con cô bác mình nha. Dạ bà con mình ở đây là tổng bác cho một con người hết cái nạn này. Nhiều không? Hai người đi làm vậy? Thì xin nói cho bà con mình biết mấy đại tín đồ Phật giáo hòa hảo biết không? Hả à, giờ biết không? Trong An Giang miền Tây, miền Tây á, ở trong miền Nam An Giang ra đây 1000 cây số. Xa, rất là xa, đi 3 ngày, dữ lắm, đắm đuối. Bây giờ ra đây thăm bà con mình, chủ yếu là muốn nghe bà con mình niệm Phật thôi. Chỉ có nhiều thôi, nghe nói là bà con mình niệm Phật hay lắm. Cho nên bà con mình hãy cùng với chúng tôi để niệm Phật. Bà con mình đồng ý không? Mấy vỗ tay đây. Rồi bây giờ bà con mình chắp tay luôn niệm Phật. Bữa nay là đoàn đi ra là Phật. Kêu nó niệm lên. Niệm lên lên á, lực lượng lên. Ôi. Niệm lớn lên, lớn lên. Niệm đồng nữa coi, niệm ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm miệng đi, niệm miệng đi. Nam mô A Di Đà Phật. Được không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô lên truyền hình, đừng có mắc cỡ, niệm đi, đừng có cờ, đừng lên truyền hình. Mở không gì ra, ờ, mở nón ra rồi, lên truyền hình, lên truyền hình. Niệm theo. Mấy bay niệm luôn coi, gần ơi, tôi cho đồ đẹp. Như vậy đó là Phật độ mình, niệm Phật là tịnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban hết đầu. Cho nên là con mình dám cố gắng, sở dĩ mình ở đây đó
cho đâu mà cho. Là do thiếu huyết, do ít tinh bột. Giờ tất cả bà con mình phải chung niệm Phật cho thiệt nhiều. Được không? Nha, cho nha. Thôi đi đi đậu về. Thôi. Đó, thì bây giờ bà con mình gắng cố gắng niệm Phật thiệt và nhiều càng nhiều càng tốt. Nha bà con mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nè em theo mấy có mấy chị quen quen nó mất tiêu hết rồi. Có ông bà đâu rồi? Có chị niệm Phật chứ lắm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.